Chào anh em, cứ mỗi ngày 18:30 mình sẽ review cho anh em một kèo kiếm tiền online. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái kèo đào coin cũng như là cái sự kiện đang có của nó ha. Hiện tại thì dự án này nó cũng mới khởi chạy thôi anh em. Ở trên hai nền tảng là Android và iOS, chúng ta có thể cài đặt ở trên Google Play và App Store nó chưa có nha. Đây, Cominsoon, sau này nó có thì mình sẽ thông báo cho anh em sau. Ở cái thời điểm hiện tại chúng ta muốn đào được đồng coin này anh em phải cài đặt file APK. Nếu ai có giả lập thì anh em có thể cài trên giả lập hoặc là cài trên điện thoại đều được nha. Đây mình sẽ bấm download app này. Ở đây thì mình sẽ cài đặt trên giả lập máy tính luôn. Rồi mình sẽ bấm sign up này. Anh em sẽ create account bằng cái tài khoản Gmail của anh em. Nhập địa chỉ email này, mật khẩu này và một cái mã code. Mã code anh em có thể nhập giống trên màn hình cũng được. Bên dưới phần mô tả video mình có để cho anh em rồi, anh em có thể copy luôn. Hoặc là trên kênh Telegram có để hết ha. Và đừng quên bấm đồng ý vào cái điều khoản của nó này. App nào nó cũng vậy thôi, nó yêu cầu anh em đồng ý với điều khoản của nó ha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vào địa chỉ email, nó sẽ gửi cho anh em một cái mã code này, chúng ta copy cái mã code này. Quay lại ứng dụng và anh em dán nó ra. Để chúng ta xác minh cái địa chỉ email đó anh em, continue. Rồi chúng ta sẽ sign này là đăng nhập đó anh em. Rồi chúng ta sẽ login với cái tài khoản mà hồi nãy anh em đã tạo. Mình sẽ tích vào cái ô là remember. Để sau này mình đăng nhập nó tiện hơn ha. Mỗi lần chúng ta đăng nhập thì nó sẽ gửi một cái mã xác minh về. Cái hình thức bảo mật này á, để tránh cái tình trạng anh em bị lộ tài khoản cho người khác biết và người ta vô được cái tài khoản của bạn á. Rồi, vậy là mình đã đăng nhập thành công nhá. Đăng nhập thành công rồi thì anh em sẽ vô cái phần là activity này, ở góc trái này. Rồi anh em claim to đây. Close. Và khi chúng ta claim rồi á, cái ví số dư này, đó, nó chưa có update thì anh em load lại cái trang cho mình. Đó, để làm sao cái ví nó update là được nhá. Tiếp tục anh em sẽ qua cái phần là mining. Ở đây chúng ta sẽ thấy hai phần là item và silo. Thì anh em bấm từng cái đi. Update này. Đây có thể anh em sử dụng giao diện điện thoại thì nhìn nó dễ hơn. Ở đây giao diện mình đang sử dụng trên giả lập ha. Và nó mới mà anh em, thế nên nó chưa có tương thích được ở nhiều thiết bị đâu. Tương tự với cái phần silo. Update này. Bên ngoài thì chúng ta có chữ là mining. Để mình chuyển qua cái giao diện đứng đi, nhìn cho nó dễ ha. Giao diện ngang nhìn nó hơi a đù một tí. Lúc này mình điểm danh hàng ngày mình sẽ được cái đồng Heli đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái đồng Heli đó vô phần item và phần silo để nâng cấp các cái máy đào của chúng ta lên. Khi mà chúng ta nâng cấp á, cái cost này, cái đồng Heli mà chúng ta kiếm được nó cũng sẽ nhiều hơn đúng không nào? Đó, mình nâng cấp tiếp. Sử dụng cái đồng Heli của anh em để nâng cấp nhá. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp đều ở bên item và bên silo luôn. Sau khi nâng cấp máy đào thì anh em bấm mining là được ha. Những cái ứng dụng đào như thế này á, nhìn giao diện nó khá là trực quan, có nghĩa là chúng ta nhìn vô là chúng ta biết dùng rồi. Ở đây nếu như anh em muốn đi giới thiệu bạn bè á, thì chúng ta có phần là rep này. Ở đây anh em sẽ có một cái mã code giao diện khá là khó nhìn nha anh em. Đây, cái mã code của mình đây. Thì cái mã code này bạn bè của chúng ta tạo tài khoản nhập vô. Giống như hồi nãy lúc mình review ở cái phần tạo tài khoản đó anh em. Anh em nhập cái mã code này thì anh em đã ủng hộ mình một rep. Còn bên phần transfer này thì mình nghĩ rằng nó đang cho phép chúng ta gửi nội bộ thôi. Rồi bỏ qua cái phần này. Còn bên phần là My Profile. Ở đây anh em sẽ bấm cho mình cái mục đó là Generate Your Wallet Address. Nó sẽ tự động tạo cho bạn một cái địa chỉ luôn. Đó, nó sẽ tự động tạo cho anh em một cái ví luôn. Phần lớn các ứng dụng như thế này nó sẽ tạo cho anh em một cái ví mới hoàn toàn nhé. Anh em cũng có thể là Connect Twitter. Còn ngôn ngữ thì ở thời điểm hiện tại nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh thôi nha anh em. Tạm thời thì ứng dụng nó cũng không có quá nhiều thứ để mình review cho anh em đâu. Chúng ta chỉ có vô nâng cấp item với silo để đào thôi. Nếu như anh em muốn kiếm được thêm nhiều đồng Heli thì chúng ta có thể làm sự kiện ở trên Yearly. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em luôn. Và nhiệm vụ thì nó cũng đơn giản lắm anh em. Chúng ta sẽ có các nhiệm vụ như là chia sẻ bài viết này, Twitter này, sau đó dán link vô này. Cũng như là các nhiệm vụ như là follow này. Thì các nhiệm vụ follow hay là xem video gì đó thì chúng ta cứ bấm claim luôn. Tại vì nó duyệt rất là dễ ha. Đó, như thế này mình không cần follow gì hết. Đó, phần lớn nhiệm vụ thì chúng ta cứ bấm claim là được. Còn cái nhiệm vụ nào mà anh em claim không được á thì chúng ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Đó, ví dụ như những cái nhiệm vụ như thế này anh em không claim được. Thì anh em phải làm nhiệm vụ tweet bài. Được chưa? Tweet bài, sau đó đây mình sẽ thị phạm một bài luôn. Đó, mình tweet này. Được chưa? Đây cái bài mình mới tweet đây đúng không? Mình sẽ bấm một cái thanh thời gian là 14 giây này. Bên trên thì mình sẽ copy được cái đường link này. Đó, copy nó lại ha. Qua đây mình dán nó ra. Đó là cái bài mình mới tweet xong. Đương nhiên những cái nhiệm vụ như thế này thì họ sẽ duyệt bằng tay, duyệt thủ công đó anh em. Tương tự những nhiệm vụ khác thì chúng ta có thể làm ha, toàn là like rồi reply, retweet thôi. Thì những cái bài này chúng ta cứ claim thôi.
chúng ta cũng thể xem được cái bảng xếp hạng này, leaderboard này. Ở cái thời điểm hiện tại, người top 1 đã làm được 85 quest, là 85 cái nhiệm vụ đó anh em. Ở đây thì mỗi ngày chúng ta cứ vô nhá, có nhiệm vụ hàng ngày thì anh em cứ làm.